vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời tiết ngày 30 tháng 1 năm 2021 trên kênh Môi trường TV của tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Phía Tây Bắc Bộ, trời nhiều mây, ngày có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 25 độ. Phía Đông Bắc Bộ và cả thủ đô Hà Nội, trời nhiều mây, ngày có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi, sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 24 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ, phía Bắc trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm và sáng trời rét. Phía Nam trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, ngày nắng, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ. Khu vực Tây Nguyên, trời có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ. Còn khu vực Nam Bộ và cả thành phố Hồ Chí Minh, trời có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý vào ngày mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo của Môi trường TV.